Cuốn sách Lấy Tình Thâm Mà Đổi Đầu Bạc, tác giả Vãn Tình. Chương 1. Thứ mình cần, cuộc sống ắt sẽ ban tặng. Một người đồng nghiệp cũ đã nói với tôi rằng: là phụ nữ, tớ thật ngưỡng mộ cuộc sống của cậu. Cậu sẵn sàng nghỉ việc để rồi được làm đúng công việc mình thích. Hơn nữa lại còn làm rất tốt, danh lợi đều có, chẳng thiếu thứ gì, chồng thì hết mực yêu thương. Quay lại nhìn bản thân mình, mọi thứ cứ đều đều như thế, đi làm rồi lại tan ca, công việc thì lằng nhằng, đến một chút cảm giác thành quả cũng không có. Cứ như vậy, mỗi tháng nhận mấy triệu tiền lương. Tớ cũng muốn có một cuộc sống như cậu, nhưng lại không có tài cán, cũng chẳng có sở trường gì, bỏ việc rồi biết làm gì đây? Nghĩ thôi đã thấy phiền lòng. Không biết từ bao giờ tôi đã trở thành hình mẫu khiến cho người khác ngưỡng mộ như vậy. Đừng trách vì sao tôi lại ngạc nhiên, bởi trong mắt tôi, cuộc sống của tôi thật quá đỗi bình thường. Tôi vẫn phải trăn trở mỗi ngày nên kiếm tiền thế nào, tiêu tiền ra sao. Tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người ngưỡng mộ tôi bởi vì những thói quen lưu giữ lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nên khi nhìn vào, mọi người sẽ chỉ thấy những điều hạnh phúc đẹp đẽ ấy. Còn với những chuyện vặt vãnh và tầm phào, tôi biết cách tự mình giải quyết rồi nhanh chóng quên đi. Lâu dần, tôi đã nuôi dưỡng cho mình một thái độ đầy lạc quan và tích cực. Chính vì thế mà tôi có thể cảm nhận được biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống muôn màu này. Rất nhiều người luôn cho rằng người khác có cuộc sống hạnh phúc hơn mình, nhưng họ không biết rằng thực tế chúng ta đều như nhau, đều được sinh ra và bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Thế nên cuộc đời này, trừ việc ta không thể lựa chọn xuất thân, những việc khác đều là kết quả của sự chọn lựa không ngừng. Tất cả mọi người đều như nhau, mỗi người đều có quyền được hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chẳng liên quan gì tới tiền tài hay địa vị cả. Chẳng có ai là con cưng của Thượng Đế, cũng không người nào được thuận buồm xuôi gió suốt cả cuộc đời. Vậy nên, bạn nhất định không được xem thường bản thân. Năng lực và tài cán đều là những thứ phải được vun đắp và bồi dưỡng dần dần. Không ai may mắn hơn ai, có chăng chỉ là ai nỗ lực, kiên cường hơn ai mà thôi. Về điểm này, có lẽ A Ngạn chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Năm 22 tuổi, A Ngạn có mối tình đầu tiên trong đời. Lúc đó, anh ấy làm việc ở cơ quan chính phủ. Cuộc sống khi ấy của A Ngạn rất bình lặng với những đồng lương không nhiều lắm. Thế nhưng A Ngạn luôn hài lòng với cuộc sống của mình, mặc dù xung quanh anh cũng có người lăn lội mà kiếm được những khoản tiền lớn hay có những người ra sức leo cao. Nhưng A Ngạn chẳng bao giờ quan tâm cả. Thế rồi bạn gái của anh ấy dần dần không còn hài lòng với một A Ngạn như vậy. Kết cục là cô ấy đã nói ra lời chia tay với lý do thật đơn giản: anh chỉ là một nhân viên quèn, không thể cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn được. Rời khỏi A Ngạn, cô gái ấy đã kết hôn với con trai của một vị cục trưởng. Chuyện ấy đã khiến A Ngạn phải chịu một cú sốc rất lớn. Thế là người đàn ông đang ở độ tuổi tinh thần và trí lực sung mãn nhất ấy đã âm thầm chấp nhận kết cục chia ly. Sau một tháng, anh ấy đã bất chấp sự phản đối của mọi người, kiên quyết từ bỏ công việc ổn định đang làm để bắt đầu lại từ công việc cơ bản nhất. Tôi không thể tưởng tượng được những vất vả và sai lầm mà anh ấy đã phải trải qua nhiều đến bao nhiêu. Chỉ biết rằng lòng anh ấy đã luôn rực cháy một nguồn sức mạnh bền bỉ, không gục ngã. Cứ như thế, dần dần A Ngạn đã mở ra sự nghiệp của riêng mình. Sau năm 2008, khi mạng Internet xuất hiện, những ngành nghề, mô hình kinh doanh theo hướng truyền thống đã phải hứng chịu sự đả kích lớn. Nhìn thấy doanh số mỗi ngày một giảm, A Ngạn cũng trở nên lao đao. Hồi ấy, A Ngạn cũng gần 40 tuổi rồi. Ngoài việc sử dụng máy tính để gửi và nhận email, thỉnh thoảng lướt xem vài trang mạng thì đến QQ cũng chả biết dùng. Với một người như vậy, Internet là một thứ vô cùng xa lạ, thậm chí anh ấy còn cho rằng cả đời này cũng chẳng cần phải đụng đến. Nhưng người đàn ông này sau khi rút kinh nghiệm đã bắt đầu lóng ngóng sử dụng QQ. Dưới sự hướng dẫn của tôi, anh ấy đã cài đặt Wang Wang, học cách mua hàng trên mạng. Không những thế còn phân tích đặc điểm bán hàng online, tổng kết lại lợi và hại của việc mua sắm online cũng như tâm lý của những người mua hàng trực tuyến. So với tôi, anh ấy không phải là một người quá thông minh, lại thêm tuổi cũng không còn trẻ nữa nên khả năng ghi nhớ chắc chẳng bao giờ sánh bằng tôi được. Cùng là câu chuyện sử dụng các ứng dụng ấy, tôi đã rất thông thạo rồi, còn anh ấy vẫn chỉ đang ở giai đoạn lóng ngóng học hỏi mà thôi. Thế nhưng anh ấy vẫn không hề bỏ cuộc. Để đẩy nhanh tốc độ tìm hiểu về mạng Internet, A Ngạn thường xuyên mời một số đàn em thế hệ 9X ăn uống, tìm hiểu cách nghĩ và thói quen của họ. Khoảng thời gian đó, hầu như cuối tuần nào tôi cũng cùng anh ấy tham gia các trang diễn đàn buôn bán trực tuyến. A Ngạn nhẫn nại một cách đầy tâm huyết và khiêm tốn để từng bước học hỏi, tích lũy. Có lần, chúng tôi dùng bữa cùng với một người bạn rất am hiểu về kinh doanh qua mạng của A Ngạn. Sau khi nghe anh ấy thao thao bất tuyệt một hồi, người bạn đó không khỏi ngỡ ngàng mà nói: không ngờ anh lại tìm hiểu về kinh doanh online sâu sắc như vậy. Anh có những nhận định mà chính tôi cũng phải khâm phục. Khoảnh khắc ấy, A Ngạn đã phải cố gắng lắm để che đậy sự đắc ý trong đôi mắt. Có lẽ chỉ tôi mới hiểu, đằng sau những hiểu biết đó anh ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực. Từ A Ngạn, tôi hiểu rằng thành công thực sự không nằm ở việc một người thông minh, nhạy bén thế nào, khéo léo bao nhiêu hay có chừng nào may mắn, mà chỉ nằm ở việc anh ta có bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu nỗ lực. Một người nếu không chịu học hỏi và kiên trì, cho dù có thông minh hơn nữa, may mắn hơn nữa, cũng sẽ chẳng thể thành công, và hiển nhiên cũng không thể có được cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Có thể nói rằng trong cuộc đời tôi, A Ngạn là một bước ngoặt lớn. Trước khi quen biết anh ấy, tôi cũng là một nhân viên văn phòng 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca, trong đầu đầy ắp những ước mơ nhưng vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Tôi cứ do dự mãi về vấn đề có nên xin nghỉ việc hay không. Chính A Ngạn đã nói với tôi rằng: em vẫn còn trẻ nên theo đuổi ước mơ của mình, cho dù thất bại thì chí ít em cũng đã có được trải nghiệm. Khi đã nỗ lực rồi thì không có gì phải hối tiếc. Chính từ câu nói ấy của A Ngạn, tôi đã quyết định nghỉ việc một cách nhanh chóng và bắt tay vào công việc tôi yêu thích nhất, viết văn. Sau đó, tôi muốn làm ngọc phỉ thúy nhưng lại sợ sẽ mất hết. A Ngạn động viên tôi rằng: chỉ cần là công việc em thích thì hãy cứ làm đi. Nếu thực sự mất hết, anh sẽ cùng em ăn rau húp cháo. Vậy là tôi bắt tay vào làm ngọc phỉ thúy. Cho đến bây giờ, cả làm ngọc và viết văn tôi vẫn đều làm rất tốt. Nghĩ lại khi đó, nếu không phải đã hạ quyết tâm để làm, có lẽ cả đời tôi sẽ sống trong hối tiếc vì sự lỡ dở ấy. Xuất phát điểm của chúng ta đều bắt đầu từ thuở ấu thơ, luôn có rất nhiều ước mơ và hoài bão. Có người vì hoàn cảnh gia đình mà không thể thực hiện, có người vì vấn đề thời gian nên đành gác lại những giấc mơ đó. Ví dụ như tôi từ nhỏ đã muốn học cổ cầm, nhưng vì chỗ học cách nhà quá xa nên cũng đành bỏ cuộc. Đến nay chúng ta đều đã trưởng thành, đã có thể theo đuổi cuộc sống của chính mình nhưng vẫn cứ chọn từ bỏ. Bởi vì việc lựa chọn bắt đầu khiến chúng ta sợ hãi. Ta sợ phải trả giá nên chỉ có thể bước đi trong sự mâu thuẫn giữa thực tế và lý tưởng. Thế rồi chúng ta cứ vậy mà già đi. Thứ bạn muốn, cuộc sống ắt sẽ cho bạn. Nhưng đấy là khi bạn biết nỗ lực, biết cố gắng. Nếu bạn vẫn còn nhiệt huyết và khát khao theo đuổi cuộc sống, vậy thì tại sao không hoàn thành những giấc mơ đang chờ đợi? Tại sao không sống cuộc đời mình mong muốn, để cuộc đời này chẳng có gì phải hối tiếc nữa? Một thời gian trước, A Ngạn đã nói với tôi, anh đã phát hiện ra quy luật của cuộc sống này, chính là không ngừng thực hiện giấc mơ của bản thân. Chỉ có tình yêu và ước mơ mới là những điều mà chúng ta không bao giờ được phụ bạc. Có như vậy thì cuối cùng cuộc sống ắt sẽ mang đến cho chúng ta tất thảy những gì ta cần. Xin hỏi, các bạn còn giấc mơ nào chưa thực hiện không? Đã đến lúc phải nắm lấy giấc mơ rồi đó. Chương 2. Con gái lấy người như thế nào mới không phải hối hận? Rốt cuộc con gái nên kết hôn với người mình yêu hay người yêu mình? Đó là chủ đề mà gần đây tôi cùng hai người bạn thân Lan và Văn nhắc đến và thảo luận rất nhiều. Lan là một cô gái luôn hướng đến sự lãng mạn và cầu tiến trong cuộc sống. Cũng chính vì điều đó, tôi và cô ấy đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Có một lần cô ấy nói với tôi rằng: mong muốn lớn nhất trong cuộc đời tớ chính là tìm được một người đàn ông thanh lịch và nho nhã, vừa biết cách cư xử lại vừa lãng mạn để kết hôn. Sau đó sẽ cùng anh ấy sinh một đứa con xinh xắn và khỏe mạnh, yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của tớ. Năm cô ấy 30 tuổi, cô ấy tỏ ra bình thản nói với tôi rằng tớ đang hẹn hò với một người. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: cậu đã tìm thấy người chồng trong mộng rồi sao? Trên gương mặt Lan thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Nếu như chuyện tình cảm thuận lợi, có lẽ cô ấy đã chẳng giấu giếm tôi như vậy. Cô tiếp lời: thật ra anh ấy hoàn toàn không phải kiểu đàn ông tớ thích. Tớ thích người đàn ông cao to, vạm vỡ, nhưng anh ấy lại hơi thấp, cũng không đẹp trai, tính tình lại hiền như khúc gỗ vậy. So với người đàn ông tớ muốn thì thật sự khác quá xa. Tôi nhanh chóng có cơ hội được gặp gỡ người đàn ông mà Lan đã kể. Thẩm mỹ của tôi và Lan rất giống nhau, nhìn sơ qua cũng biết ngoại hình của người này thực sự không có gì đặc biệt. Nhưng sự trân trọng, nâng niu mà anh ấy dành cho Lan lại khiến tôi vô cùng cảm động. Trên đường về, tôi hỏi Lan: cảm giác của cậu với anh ấy thế nào? Lan mơ màng đáp: cũng khó nói. Lúc mới bắt đầu, tớ không những không thích anh ấy mà thậm chí còn cảm thấy rất chán ghét. đi xem phim hay đi ăn cùng nhau cũng đều rất miễn cưỡng. Nhưng anh ấy lại rất tốt và chiều chuộng tớ, nên dần dần lại thấy con người này thực ra cũng không đáng ghét đến vậy. Tớ biết là mình quá đáng, tớ ghét người ta cũng chỉ vì vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật kia thôi. Tôi thành thật. Nếu như cậu chỉ cần một cuộc tình, tớ nghĩ cậu có thể tìm một người đàn ông dung mạo xuất chúng. Nhưng nếu là muốn tiến đến hôn nhân thì tớ cho rằng anh ấy rất ổn. Có điều, nếu cậu thực sự không thích anh ấy, tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu miễn cưỡng như bây giờ, sau này sẽ khổ sở lắm. Lan chỉ gật đầu mà chẳng nói lời nào. Sau đó khoảng 1 năm, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn, chồng tương lai chính là người đàn ông khi đó chúng tôi đã nói chuyện. Giọng điệu Lan quả quyết, dường như không mảy may chút tiếc nuối nào. Thật ra tớ cần một người đàn ông có thể chở che cho tớ hơn, nhưng giờ đã 30 tuổi đầu rồi, người đàn ông như vậy vẫn còn chưa xuất hiện, tớ chẳng thể đợi thêm nữa. Có lẽ đây là cái số rồi cậu ạ. Cuối cùng thì Lan cũng đã kết hôn. Người đàn ông đứng bên cạnh Lan thanh lịch và đẹp đẽ kia thực sự cũng có phần mờ nhạt. Một số chị em đứng bên dưới thì thầm to nhỏ với tôi. Điều kiện của Lan tốt như vậy, hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn nhiều. Nói thật, chồng cô ấy có vẻ không xứng với cô ấy lắm. Nhìn là vậy, nhưng sau khi kết hôn, Lan lại sống rất hạnh phúc. Anh chồng xem cô ấy như báu vật. Qua điện thoại, Lan nói với tôi: tớ cảm thấy lấy chồng vẫn nên lấy người yêu mình thì hơn. Lời của người từng trải lúc nào cũng là chân lý. Tôi thì nghĩ rằng bất kể là lấy ai, chỉ cần Lan hạnh phúc là đủ. Câu chuyện của Văn lại hoàn toàn khác so với Lan. Chồng của Văn là bạn đại học của cô ấy. Bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, đã có với nhau tình cảm vô cùng sâu đậm và cũng không ít hoài bão. Trước ngã rẽ tốt nghiệp đại học, nhiều cặp đôi đã chọn chia tay thì bọn họ vẫn kiên định cùng nhau bước tiếp. Dưới những lời chúc phúc, họ đã nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Tôi và A Ngạn đều chứng kiến hôn lễ ngày hôm đó của Văn, một hôn lễ vô cùng ấm áp và xúc động. Vậy mà kết hôn chưa đầy 2 năm, Văn đã cảm thấy tình cảm dành cho chồng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Cô ấy trân trọng thứ tình cảm đó nên cũng rất cố gắng, nhưng cãi vã cũng đã cãi đủ rồi mà vẫn chẳng thay đổi được gì. Mỗi lần nhìn thấy chữ ký và WeChat của Văn, lòng tôi đều gợn lên một nỗi thương cảm, muộn phiền. Một hôm, cô ấy nói với tôi rằng: tớ cứ nghĩ mình là người may mắn nhất vì có thể lấy được người mình yêu và cũng là người yêu mình. Nhưng cuộc đời này dài quá, tớ không biết mình có thể giữ được hạnh phúc này hay không. Hôn nhân thực sự là nấm mồ của tình yêu sao? A Ngạn cũng đã từng hỏi tôi về vấn đề này. Khi đó tôi đã nói: cái này còn phải xem chúng ta nhìn nhận như thế nào về hôn nhân và tình yêu. Với em, lúc yêu thì em cần anh phải lãng mạn và đầy say đắm. Em muốn cùng anh làm thật nhiều những điều ngọt ngào. Nhưng khi đã kết hôn, em chỉ mong hai đứa mình có thể sống thật yên ổn, một lòng một dạ cùng nhau đi qua tháng ngày. Cứ như thế, chúng ta sẽ ở bên nhau tới khi già cả. Như vậy là được rồi. Có quá nhiều của hôn nhân tan vỡ, cũng quá nhiều những mảnh tình rối ren, đều do sự cuồng si đến điên đảo mà thành. Yêu thì đòi hỏi người yêu phải giống như một ông chồng. Anh ta phải làm cho mình có cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm, mà tốt nhất là có thể dựa dẫm cả đời, mãi mãi không bao giờ rời xa. Khi tình đậm sâu, người đàn ông sẵn sàng thề hẹn và làm tất cả mọi thứ. Nhưng đa phần những lời ước hẹn đều chỉ là hư ảo. Người đàn ông bên bạn cả đời là người chẳng thấy thốt gì vẫn mãi mãi bên bạn. Còn với kẻ sẽ bỏ bạn đi, hẹn thề mãi thì cuối cùng những gì còn lại trong tâm trí bạn cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn mà thôi. Lúc yêu đương mà chúng ta chỉ mày miết rượt đuổi những thề hẹn và trách nhiệm thì sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự thoải mái và ngọt ngào mà tình yêu mang đến. Đó chính là cái nợ lớn nhất đối với bản thân mình. Một khi người con gái đã từ người yêu trở thành một người vợ thì thứ mà cô ấy theo đuổi lại chính là trạng thái tình cảm lúc đang yêu. Là mong muốn chồng mình sẽ coi mình như báu vật trên đời, để mãi mãi được nâng niu trong vòng tay. Tới khi người chồng có phần hờ hững, cô ấy sẽ cảm thấy rằng anh ta đã thay lòng đổi dạ. Thế rồi không ngừng đem quá khứ ra để so sánh. Càng so sánh lại càng thấy sự khác biệt. Nếu đã như vậy, chi bằng hãy dứt khoát ly hôn có thể sẽ tốt hơn. Nếu không thì mãi mãi sẽ phải sống trong sự mất mát và giày vò. Các cô gái hãy nhớ rằng, chỉ có hiểu rõ sự khác biệt giữa bản chất của tình yêu và hôn nhân mới có thể mang đến cho bản thân một cuộc đời thật hạnh phúc. Chương 3: Anh chính là chỗ dựa vững chắc của em. Hồi tháng 7, A Ngạn đi cùng tôi đến Quảng Châu nhập hàng. Quảng Châu là đất nổi tiếng về ăn uống. Trước lúc đi tôi đã có rất nhiều dự định. Hôm chúng tôi đi, thời tiết nắng nóng vô cùng. A Ngạn thở dài nói với tôi: sao lại chọn đúng cái ngày nóng khủng khiếp thế này mà đi nhập hàng cơ chứ? Chẳng quá là hành hạ bản thân. Tôi ra vẻ lý lẽ đáp lại: lẽ nào làm ăn buôn bán còn phải lựa thời tiết sao? Mình thấy nóng thì người khác cũng vậy. Khi mà người đi nhập hàng giảm xuống, việc lấy hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn chưa kể ở đó cũng có điều hòa. Anh yên tâm đi. A Ngạn đưa ngón tay cái lên ra hiệu khâm phục. Em quả đúng là con người sinh ra để kinh doanh, đã tính toán hết cả rồi. Khâm phục, khâm phục. Nghe vậy, tôi nhớn mày đắc ý. Chuyến bay của chúng tôi bắt đầu lúc 11 giờ trưa. Đúng giờ, chúng tôi lên máy bay. Khi vừa bước chân vào khoa hành khách, đã lập tức cảm nhận được luồng hơi nóng đang phả đến. Tôi thấy kỳ lạ, bèn quay sang hỏi A Ngạn: trên máy bay có điều hòa mà, sao lại nóng thế này anh nhỉ? A Ngạn ngồi yên vị trên ghế, bình thản nói: các hãng hàng không bây giờ đầu óc kinh tế rất nhạy bén, họ tiết kiệm nhiên liệu đó. Đợi một lát là mở điều hòa ngay thôi, em đừng sốt ruột. Nghe lời A Ngạn, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy iPad ra, nhưng càng ngồi lại càng nóng. Cố nhịn một lúc mà không thể chịu được nữa, tôi quay sang hỏi A Ngạn: sao điều hòa vẫn còn chưa mở với anh? Vài hành khách ngồi bên cạnh đã phải lên tiếng: sao thế này? Định để chúng tôi chết nóng phải không? Trên đời này, tôi ghét nhất là bị đổ mồ hôi. Lúc này tôi thật sự sốt ruột đến mức giống như những con kiến đang bò trên chảo lửa vậy. Quay sang thấy A Ngạn vẫn bình chân như vậy, lấy một quyển sách ra đọc. Tôi thúc vào người anh ấy hỏi: anh không nóng à? A Ngạn đáp: nóng chứ, nhưng em càng sốt sắng thì lại càng thấy nóng. Hãy giữ cho tâm tịnh thì tự nhiên sẽ không còn cảm giác nóng nực nữa. Tôi thấy chẳng đúng chút nào, đáp lại: giờ bên ngoài đang là 40 độ đó. Tâm tịnh thế chứ tịnh nữa cũng vẫn nóng thôi. Lúc ấy, tiếp viên đi tới và thông báo với chúng tôi một thông tin không thể tệ hơn: hệ thống điều hòa của máy bay đang gặp sự cố, xin quý khách vui lòng đợi trong ít phút. Một lát sau, trong khoang máy bay như vỡ trận. Có người nói trời nóng thế này không say nắng mới là lạ. Có người thì đòi rời khỏi khoang hành khách. Vậy mà cũng chẳng có ai đáp lại những yêu cầu đó của chúng tôi. Sau đó, có một người phụ nữ mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, tay bế con vừa đi vừa nói: con tôi bị say nắng rồi, có ai không? Vứt chúng tôi ở đây thế này mà được à? Tôi quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt đồng cảm, rồi đôi mắt đáng thương ấy lại quay sang nhìn phía A Ngạn. Tôi hỏi: anh nói xem, liệu chúng mình có bị chết nóng ở đây không? A Ngạn vuốt nhẹ sợi tóc mai đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, dịu dàng cười và đáp: chẳng phải em bảo nếu được chết cùng nhau sẽ là điều hạnh phúc nhất hay sao? Tôi trợn mắt lườm A Ngạn một cái: cái chết mà em nói là cái chết tất yếu khi về già, chứ không phải là cái chết nóng như thế này. Khoảng một tiếng sau, một người tiếp viên lại đi tới thông báo: thật lòng xin lỗi quý khách, sự cố vẫn chưa được khắc phục, mong quý khách thông cảm và đợi chờ thêm ít phút. Những lời trách móc xung quanh càng trở nên dữ dội hơn. Một vài người đàn ông đã lớn tiếng đề nghị để mọi người được xuống máy bay, nhưng khổ nỗi người tiếp viên ấy ngay sau khi thông báo xong đã nhanh chóng rời đi, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này trên khoang hành khách chỉ còn toàn những lời chửi bới trách móc mà thôi. Tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam, hỏi A Ngạn: bọn họ thật sự định để mình thành cái lon hấp ở đây hả anh? A Ngạn định ôm lấy tôi và bảo tôi rằng đã ở đây rồi thì cứ an tâm mà đợi thôi, nhưng liền bị tôi đẩy ra. Tôi giận dữ trừng mắt nhìn: trời nóng thế này, cả người ướt đẫm mồ hôi mà anh vẫn còn tâm trạng ôm về ấp sao? Thế là A Ngạn chẳng thèm để tâm đến tôi nữa, quay sang chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Người phụ nữ bên cạnh còn nôn nóng hơn cả tôi. Cô ấy trách hãng hàng không thiếu trách nhiệm. Máy bay gặp sự cố mà chẳng có ma nào xuất hiện giải quyết cả. Lúc về nhất định cô ấy sẽ khiếu nại chuyến bay này. Vừa dứt lời thì cô ấy trông thấy A Ngạn vẫn đang bình thản đọc sách. Cô ấy liền quay sang nói với tôi: chồng cô bình tĩnh quá, giờ mà vẫn còn đọc sách được. Tôi ngần ngại cười: đúng vậy, tôi sắp chết nóng rồi đây. A Ngạn vẫn không mảy may động tĩnh gì, im lặng ngồi đọc sách. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều chẳng ảnh hưởng tới anh ấy. Dáng vẻ đó của A Ngạn thật sự rất kỳ lạ. Bỗng chốc lòng tôi dịu xuống. Tôi thầm nghĩ: A Ngạn bình thản như vậy, tôi ngồi bên cạnh lại cứ nôn nóng, sốt ruột thì thật là mất mặt. Thế là lại một tiếng nữa trôi qua. Trong khoang hành khách bỗng nhiên tràn tới một luồng khí lạnh. Ai cũng cứ như được hồi sinh. Giống như hồi nhỏ, cảm giác mất điện rất lâu rồi đột nhiên bừng sáng. A Ngạn đặt quyển sách xuống, ánh mắt đầy đau lòng, đưa cho tôi một tờ giấy ăn để lau mồ hôi. Tôi nhếch nha nhếch nhác hỏi anh ấy: Anh thực sự không nóng à? Trong khi anh mập hơn em bao nhiêu như vậy? Nói xong, tôi đưa tay lên cổ anh đã thấy mồ hôi ướt đẫm từ khi nào. A Ngạn lấy tay lau cổ. Nhiệt độ cao như thế anh có thể không nóng sao? Nhưng em đã sốt ruột như vậy rồi, anh cũng thế nữa, em sẽ càng mất bình tĩnh hơn. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải thật bình thản, có như vậy em mới không bị hoang mang. Nghe anh nói vậy, bỗng chốc tôi thấy sống mũi mình cay cay.